Xin trân trọng kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Covid-19 vẫn tiếp tục là đề tài của chúng tôi, bởi vì trong những ngày qua không có gì hot bằng nó cả. Và thưa quý vị, chúng ta biết là hiện nay Mỹ thì tôi nghĩ tới ngày hôm nay chắc cũng sắp xỉ 40,000-50,000 người nhiễm bệnh, và số người chết chắc chắn là trên 500 người. Và có vẻ như không thuyên giảm. Thì hôm trước, tuần trước tôi có trình bày quý vị, và trước nữa có trình bày quý vị cái sự so sánh là kiểm soát cái dịch bệnh này giữa Nam Hàn và Ý. Tuần vừa rồi tôi so sánh quý vị giữa Nam Hàn và Mỹ. Tất nhiên tôi đã nói nhiều lần trên chương trình này, không thể so, trên đời không có hai trái cam giống nhau. 100% nên không thể so sánh được, so sánh cái gì cũng chỉ là tương đối. Tất nhiên tôi không có chỉ trích ai cả, tôi không chỉ trích chế độ nào cả, tôi chỉ đưa ra những gì tôi thấy và người ta thấy. Còn nhiều người bảo ô so sánh nước Mỹ với lại nước này nó không đúng. Đương nhiên là không đúng, nhưng mà rõ ràng nó có những cái mà mình thấy. Ở đây xin nhắc lại là mỗi quốc gia giống như mỗi con người chúng ta nó có cá tính riêng, không thể nào so sánh với tôi với quý vị được. Hai người khác nhau, đúng không? Sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, một bên giàu bên nghèo, ví dụ ở đó, thì không thể nào bằng nhau được, không thể nào so sánh được, đúng không? Thì đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng tôi so sánh hai cái bằng nhau, không thể. Nhưng nó có những sự kiện mà nhiều khi trên chương trình này tôi đưa ra chỉ để chúng ta hiểu biết, hiểu rộng thêm thế giới mình nó vận hành như thế nào. Chứ không phải là để chê người này, khen người kia, khen chế độ nọ. No, không phải nhiệm vụ của tôi. Nhiều người vẫn hiểu lầm và ném đá. Dạ xin cứ tiếp tục ném, không sao cả. Nghề này là chuyện nhỏ. Và tôi muốn nói chuyện là dẫn đến một cái chuyện khác ở nước Mỹ. Là mới đây chờ sau China Morning Post họ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang Washington, họ lấy được một số tài liệu, những email cho thấy cái bệnh nhân mà COVID-19 đầu tiên của nước Mỹ, người ta gọi là bệnh nhân số 1, đi từ Vũ Hán về, đáp xuống phi trường Tacoma vào ngày 15 tháng Giêng, sau đó đi khắp nơi, sau đó lên xe bus và đi một số chỗ nữa. Mà tại sao không ai biết hoặc là biết người đó đi đâu để mà kiểm soát, để mà cho dịch bệnh nó tràn lan khắp 50 tiểu bang của Mỹ, và Washington bị hit nặng nhất là tới khoảng 100 người thiệt mạng trong số hơn 500 người tại nước Mỹ. Có lúc 16 người ở Mỹ thì Washington không 15 người. Thì kết luận của người ta sau khi có những email này mới thấy rằng là gì? Các giới chức y tế của tiểu bang Washington đã phớt lờ hoặc là không chấp nhận cái đề nghị của một giới chức y tế của King County, trong đó có việc phải xác định và công khai cho biết những cái nơi mà bệnh nhân số 1 đã đến, để người ta cô lập, để người ta theo dõi những ai đó. Quý vị biết COVID-19 nó lây là như thế. Chúng ta là thường thường á, số 1 là tính theo quốc gia, nhưng mà nếu mà theo cái ca đó, ta gọi cái người đầu tiên bị nó gọi là bệnh nhân số 0, gọi là F0, truyền qua cái người thứ nhì gọi là F1. F1 truyền F2, F3, F4, F5. Rồi từ F1, F2, F3, F4 nó là những F khác, nó là nhanh rất là nhiều. Thành ra cái chuyện để mà xác định được cái người đầu tiên nó bị bệnh đó, cái F0 nó đi đâu đó, điều quan trọng. Thì họ mới phát hiện ra là vào ngày 20 tháng Giêng, sau khi cái người này được biết là dương tính, người bệnh nhân này là một người đàn ông năm nay 30 tuổi. Thì đầu tiên đó, cái người gọi là phụ trách bệnh truyền nhiễm, gọi là bệnh dịch ở tại King County. King County là county nó bao gồm cả các thành phố Seattle. Mới đề nghị là bây giờ mình phải coi cái ông này đi đâu. Sau đó, để nó thông báo lên cho bà con biết, đừng đến nơi đó. Hoặc những ai đã đến đó phải gặp chúng tôi. Để chúng tôi thử, chúng tôi kiểm tra, xét nghiệm xem quý vị có dương tính hay không. Thì trong cái email đó cho thấy rằng là cái đề nghị của cái bà Sean này nè. Cái bà này tên là bà cái gì Sean đây? À cái bà Megan Kay, vào ngày 22 tháng Giêng. Bà là giới chức y tế của King County, bà có viết cho ông Jeffrey Duchin là cũng là một một giới chức y tế của King County, và ông này đã đề nghị lên với lại cái ông ở quận hạt, đó là ông Chuck DeBoer. Rồi hai người này, ông Chuck DeBoer là cái người mà gọi là đặc trách về bệnh truyền nhiễm,
họ mới đề nghị lên ông John Wiseman là bộ trưởng y tế của tiểu bang Washington. Thì sau đó ông Wiseman này, ông họp với những người này và cuối cùng ông trả lời cho cái bà kê là gì. Đây, chúng ta coi, bác sĩ thật sẽ coi, cho coi mấy cái hình email, họ có được những email này. Thì cái đầu tiên ông nói là cảm ơn, coi như chúng tôi đã có quyết định rồi, thấy không? Rồi xuống dưới là bà để viết lại cảm ơn, và đây là khác với những gì ông Chess chia sẻ với chúng tôi, nhân viên chúng tôi, là kế hoạch của Bộ Y tế, thấy không? Đúng không? Đó. Họ muốn nêu danh sách những cái chỗ mà cái bệnh nhân đã đến, và bà Sona thì cho họ biết rằng ông và ông John có ý kiến khác trong cái chuyện mà đưa ra cái kế hoạch này. Đó là cái email đầu tiên mà họ thấy như vậy. Qua email thứ nhì thì của ông John Wiseman, bộ trưởng y tế của tiểu bang Washington, xin anh bác kỹ thuật cho coi cái hình thứ nhì. Đây, trong này ông viết như thế này: chúng tôi đã có quyết định rồi. Đây là điều tôi đồng ý với họ, là thứ nhất, chúng tôi ta cần có một cái phân loại rõ ràng là cái chỗ nào đã có thể là có lây bệnh để chúng ta theo dõi và có liên lạc chỗ đó. Thứ hai, nếu chỗ này được đánh giá là không có thể lây bệnh thì chúng ta không thông báo. Thứ ba, nếu mà chỗ này có thể lây bệnh và vẫn có thể nguy hiểm thì chúng ta, và nếu có thể liên lạc được và cố vấn thì cũng không thông báo luôn. Thứ tư, nếu mà có thể lây bệnh và nguy hiểm mà không thể liên lạc hoặc là xác định thì lúc đó chúng ta mới thông báo. Đó. Và ông nói luôn là thông điệp gửi đến cho các cá nhân và công chúng phải được có hướng dẫn rõ ràng các hành động nào để làm để phù hợp với hướng dẫn của y tế liên quan đến vấn đề đánh giá người ta. Đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái email trao đổi, còn 2-3 cái nhưng mà na ná nó giống nhau. Thì vấn đề đây là chỗ nào? Người ta bây giờ chuyện đã xảy ra xong người ta mới biết. Thì nếu bây giờ người ta biết, giá mà lúc đó họ làm cái chuyện mà xác định những chỗ ông này đến thì có lẽ là tốt hơn. Thì sau đó tờ South China Morning Post có gửi email đến cái King County. Thì có một người phát ngôn viên họ mới kể thế này là cái ông này ông đi xuống với ông đi xe bớt cùng với một số người thì nó dễ rồi. Mà sau đó đó hỏi ông đó, ông có ghé 2 chỗ. Nhưng mà ông không nhớ ghé nó bao lâu và vào thời điểm nào. Bởi vì người ta nói như này là muốn mà thông báo cái chỗ đó thì phải biết chắc chắn là chỗ đó là có người nhiễm bệnh để thông báo cho người ta không đến. Mà muốn biết như vậy đó thì cái người nhiễm bệnh phải khai đầy đủ hoặc là nhớ đầy đủ. À, tôi đến vào khoảng giờ đó thì máy camera có thể nó xác định những ai đến, họ cách ly những người đó liền. Còn bây giờ mà không biết nó tự động thông báo cái chỗ đông này đến là cái doanh nghiệp người ta ăn mày. Thì cái đó cũng kẹt cho county và tiểu bang. Thưa chết chứ phải giỡn. Đó, quý vị thấy không? Đó là ở Mỹ nó kẹt cái chỗ đó. Rồi bây giờ cái ông đó đó, sau đó gặp những ai, nếu mà xác định những người đó thì phải xác định xem những người đó sau đó gặp ai nữa. Giống như Việt Nam họ làm. Việt Nam là về coi, ví dụ cái cô, chẳng hạn cô 17, Nguyễn Hồng Nhung mà đi cái chuyến bay từ London về, quý vị biết đó, gọi là bệnh nhân số 17. Cô về đó là ta xác định, trên chuyến bay cái khoang thương gia cô ngồi bao nhiêu người. Và đi kiếm hết mấy người đó. Rồi cổ về cô gặp ai, đi với những ai, tài xế nào, thăm bác như nào, thăm ai, thăm bố như nào. Tất tần tật là phải gom. Thậm chí một cặp vợ chồng người Anh đi lên Sapa chơi, lên đó bắt đưa về Hà Nội. Ông than quá bảo cái chỗ bệnh viện dơ cháy quá. Rồi vô là đưa tôi vô với lại những người bị Covid-19 luôn. Đại khái rồi đấy. Mà bây giờ Việt Nam còn đang thế là 123 ca tính tới thời điểm mà tôi nói là hôm thứ hai vừa rồi. Và hôm vừa rồi ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đổi toàn hoàn toàn cái giọng nói. Trước đây những ngày trước ông bảo là ngon lắm, nhiễm tới đâu chúng ta chữa tới đó, chúng ta nhất định thắng. Ngày hôm rồi hôm chủ nhật ông tuyên bố là tình hình có thể nguy hiểm. Ông đưa ra 5 cái scenario, 5 cái kịch bản, trong đó kịch bản thứ 5 là có thể có tới 30.000 người nhiễm bệnh mà có thể có người chết. Thì trở lại vấn đề gì thưa quý vị,
xác định người đó là ai, chuyện nhỏ, nhưng mà xác định xem người đó đến đâu và gặp những ai, thời điểm nào, đó là điều khó. Và khó hơn nữa là để xác định được nơi đó để mà kêu người ta không đến cũng khó nữa. Nhiều thứ lắm. Sẽ còn để cho quý vị nghe tại sao nước Mỹ mà bị như ngày hôm nay là vì cái ông số 1 này. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị giám lành của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Chúng tôi đang nói về cái chuyện vì sao nước Mỹ mà bị một số người gọi là toang, bây giờ là toang tới ngày hôm nay là bởi vì một cái ca đầu tiên nhiễm COVID-19 ở tiểu bang Washington. Ông này 30 tuổi từ Vũ Hán về, nhưng người ta đã không xác định được là ông đi những đâu, và người ta cũng không muốn thông báo ở chỗ đó luôn. Chính vì vậy mà nó xảy ra cái chuyện mà, thưa quý vị, nước Mỹ ngày hôm nay thì tính đến ngày chiều ngày 23 tháng 3, nước Mỹ có tổng cộng 44.237 người nhiễm bệnh, có tới 585 người chết và 314 người hồi phục. Đó là cái chuyện chúng ta thấy. Trở lại vấn đề thì ở bên tiểu bang Washington, King County, họ mới trả lời thế này. Dựa trên những gì chúng tôi nói chuyện với trường hợp đầu tiên thì có hai nơi mà chúng tôi không thể nào mà chúng tôi liên lạc và không biết. Và khi mà chúng tôi không biết được thời gian chính thức cái người này đến, và ông này lại từ chối rằng ông có những cái liên hệ, những cái tiếp xúc gần gũi những người đó, thì nếu không có đó chúng tôi không thể làm gì được. Tôi không thể bắt ông khai được. Tôi nói ví dụ như thế này. Có thể ông đó nghĩ tiếp xúc gần là gì? Tiếp xúc gần là có thể bắt tay, mới gọi là tiếp xúc gần. Bây giờ tôi không bắt tay, nhưng mà tôi đứng gần, virus nó vẫn chạy qua người tôi chẳng hạn, hay là tôi đứng tôi kệ, vô tình tôi đụng cái vai vào ông đó, nhưng mà tôi lại không coi đó là tiếp xúc gần, nó cho cái định nghĩa người đó nữa. Và khi hỏi là kinh công ty hỏi anh có tiếp xúc gần mà ông này bảo không, thì họ nói nếu mà không tiếp xúc gần á thì không thể nói rằng ở đó có thể lây bệnh, mà như vậy thì không thể công khai cái chỗ mà ông này đến để cho người ta né, người ta không đến. Đó là cái thứ nhất về vấn đề tiếp xúc. Và hồi nãy tôi nói về thời gian, ông đã không nhớ đó, hai cái chỗ ông đến vào cái thời điểm nào, thấy không? Thành thử ra bây giờ không lẽ đi gom hết tất cả khách đi vô cái chỗ đó, mình chưa biết chỗ đó chỗ gì. Chỗ đó có thể là cái chợ, có thể là quán cà phê, có thể là nhà hàng. Ở đây tiểu bang Washington họ không tiết lộ cái đó. Mà có vấn đề quan trọng nhất bây giờ họ giải thích vì sao chúng tôi không tiết lộ, không công khai những nơi ông này đến là vì nó có những cái trở ngại như vậy. Bởi vì sao quý vị, ở nước Mỹ là họ kiện cáo kinh hoàng lắm, mà nhất là kiện chính phủ là sướng lắm, gần như là không bao giờ lộ. Thành ra tất cả các chính phủ từ trung ương đến địa phương, từ liên bang đến tiểu bang, thành phố, họ rất ngại làm những cái chuyện gì mà nó không đúng luật. Chính vì khi không đúng luật thì họ không thể làm được. Và chính đây là nó là cái kẽ hở mà Covid-19 nó lây lan ở nước Mỹ. Và trước đây trên chương trình này, tuần trước tôi có nói đến cơ cấu của chính quyền Mỹ khi tôi so sánh với Nam Hàn. Cái cơ cấu họ nó phải nói là rắc rối, nó chằng chịt lắm. Cái xã hội họ nó như vậy, họ sống dựa trên những cơ cấu luật pháp. Cho nên khi không hội đủ điều kiện cái này là họ không làm. Tôi nói ví dụ, trước đây tôi đã kể quý vị cái bàn tay O.J. Simpson. Cái găng tay bỏ vào không vừa là coi như vụ án nó dẹp. Tuần trước tôi kể rồi. Thì trong trường hợp này họ giải thích như thế này. Nếu tôi hội đủ 9 điều kiện để mà tôi có thể thông báo cái chỗ này mà đòi hỏi 10 điều kiện, mà thiếu một điều kiện tôi không thể thông báo. Nó mới ra hậu quả ngày hôm nay. Thành ra khi ông Donald Trump cách đây 2 tuần vào thứ 6 ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp đó để chi? Hóa giải tất cả những cái regulation, những cái điều lệ, những cái điều khoản mà tôi kể quý vị. Ví dụ trong lúc này cần có bệnh viện để cho người ta vào. Ví dụ bình thường một bệnh viện phải có 100 giường thì mới được gọi là bệnh viện. Dưới 100 giường không được gọi là bệnh viện. Thì bây giờ chúng tôi xóa đi 30 giường cũng thành bệnh viện để chúng tôi có chỗ để cho bệnh nhân vào. Nó đại khái như vậy. Thì những cái này nó vẫn còn nguyên, những cái điều lệ nó vẫn còn nguyên. Và một giới chức như ông John Winsman này là ai, không dám phá, là không dám đi ngược cái đó. Và công việc của người Mỹ họ làm rất là buồn cười.
rất là máy móc, đúng vậy, chúng tôi làm không đúng, tôi không làm. Mà cái đó là cái đúng, chứ mà là cái sai. Không thể xé rào được, không thể đạp đổ luật lệ để làm được. Nhưng mà chính cái đó nó làm trở ngại cái chuyện là bây giờ người ta mới phát hiện ra là King County và Bộ Y tế của Washington đã không thông báo cho bà con biết những nơi nào anh chàng này đến. Bởi vì họ sợ liability bị kiện. Bị kiện. Mà cái này cũng khó nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị ạ. Ở nước khác, khai đi, gặp những ai. Không khai, coi chừng. Nếu cần đe dọa, bỏ tù tôi chơi luôn. Tôi nắm chính quyền mà. Nhưng vì lợi ích của tập thể, lợi ích của xã hội, tôi sẵn sàng đạp trên luật để tôi cứu cả một xã hội. Bắt ông này vô, ê, khai rõ. Tôi nói ông biết nha, ông mà khai thiếu ai là coi chừng á, thì ông này, thay vì nói 10 người, nói mẹ 20 người cho nó xong. Cho nó dư đi. Thì có 10 ông, gạo gặp có 10 ông, 10 ông đó bị cách ly, còn 10 ông kia không gặp hay đứng gần cũng cách ly luôn, cũng tốt nữa. Thành ra nó ngăn chặn được. Có Mỹ nó nổ, phải gặp luật sư tôi à, anh không hỏi vậy được à. Riêng tư của tôi à, trả lời không chuyện của tôi à. Các giới chức y tế của Mỹ gặp khó khăn trong chuyện đó. Ngay cả khi mà người ta đi vào phi trường Mỹ, lúc mà dịch bệnh nó bùng nổ lên, ông Tổng thống có một quyền kêu đóng cửa các phi trường. No way, không làm được cái đó. Bởi vì sao? Các phi trường là của tiểu bang, của địa phương, không phải của trung ương. Tôi nói quý vị, Los Angeles Airport là quý vị tưởng là của liên bang. No, nó là đất của thành phố Los Angeles. Hầu hết các phi trường đất của địa phương. Họ xây lên, họ cho máy bay đáp xuống, mỗi một hành khách anh trả tôi mấy đô la. Tôi cung cấp cho những vụ căn bản. Xong. Anh liên bang có quyền như đó. Hay không có quyền ra lệnh đóng cửa phi trường. Ở nước khác là địa phương hả? Ta bảo mày đóng không? Không đóng là mất chức. Đây không. Ông thị trưởng thành phố Los Angeles là do người dân bầu lên, ông tổng thống không quyền cách chức. Nó là những cái cơ cấu mà nó ra mà thì Washington State nó bị được tình trạng như vậy. Qua cái bài này mới thấy rằng là thưa quý vị, mặc dù các nhân viên y tế ở đây họ cố gắng rất nhiều để mà làm sao họ ngăn chặn, họ xác định được cái người đầu tiên này gặp những ai để mà họ ngăn chặn, nhưng mà không làm được. Đây trong bài viết này họ có khen ngợi nè. Ở bên châu Á, chẳng hạn như Hồng Kông, Singapore và Nam Hàn, thì cái chuyện này họ làm dễ dàng. Và ba quốc gia này giờ đang được khen ngợi là ba quốc gia mà kiểm soát cái Covid-19 giỏi nhất thế giới. Ông Nam Hàn 50 triệu dân, cách xa Trung Quốc, cách bờ biển. Ông bây giờ là cần kiểm soát được. Ông Singapore 5 triệu dân mà ở xa, kiểm soát được, chuyện nhỏ. Hồng Kông mới là tài. Hồng Kông chỉ có 6-7 triệu thôi mà ngay sát tại Trung Quốc, kế thẩm quyến. Vậy mà họ kiểm soát được. Chứng tỏ họ phải có cái gì đó mà nước Mỹ không có. Khoan nói đúng sai, khoan nói hay dở. Đây mình nói sự thật. Thì cái anh Washington nó bị kẹt cái chỗ đó, cũng giống như nước Mỹ bị kẹt mà khi tôi so sánh với Nam Hàn. Đừng bảo tôi chê nước Mỹ, tôi không có chê. Tôi kể quý vị nghe mà chuyện đó đúng, tôi không thể kể sai được. Bắt tôi kể sai sao được, no way man. Sự thật như vậy là sự thật, mình phải nhìn vào sự thật. Thì cơ cấu nó như thế. Thành ra cái chuyện này bây giờ Mỹ học bài học đó, nhưng mà có vẻ là too late, nhưng mà họ chấp nhận thôi sao. Và như lần trước tôi có nói, nước Mỹ họ tôn trọng luật pháp, tôn trọng luật lệ. Họ biết rằng có những luật lệ nó rất là sai, nó lỗi thời. Ví dụ tù chính án số 2, quyền mang súng, rất nhiều người lạm dụng đó đi bắn người ta. Nhưng mà Mỹ họ chấp nhận thôi, bởi vì họ biết rằng nếu mà lấy mất cái quyền mang súng của người ta thì nó còn tệ hơn nữa là để cho người ta mang súng. Thì coi những người bị súng bắn này được coi như là liệt sĩ anh hùng, hy sinh cho tù chính án số 2. Bởi vì trong đó họ nói là quyền tự vệ mà. Và người ta vẫn lập luận như này, nếu lấy súng chúng tôi rồi chúng tôi ở những vùng xa xôi, hẻo lánh ăn trộm, ăn cướp nó vô giết chúng tôi, thú dữ nó vô giết chúng tôi thì sao? Nói chung nó là như thế. Hay thưa quý vị, sống ở những cái xã hội văn minh này nhiều khi nó hơi bị phiền. Trong cái trường hợp này thôi chứ không phải là trong tất cả các khác. Thì đó là những gì gửi đến cho quý vị trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Một lần nữa chúng tôi hẹn quý vị vào chương trình tuần sau.